Trong kinh doanh ấy, trong kinh doanh khi mà chúng ta làm thành công ở trong một cái mảng ấy, thì bắt đầu khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta có tiền rồi, chúng ta có tiền này, chúng ta có quyền này, chúng ta có thương hiệu này, và chúng ta có rất nhiều cơ hội, thì bắt đầu sa đà vào một cái gì ạ? Căn bệnh rồi ạ? Đầu tư giàn trải và mất tập trung, và đầu tư lệch lõi. Mắc một căn bệnh là đầu tư giàn trải mất tập trung. Cái lõi chúng ta đây, cái mà chúng nó mạnh nhất đây, cái đang tạo tiền, nó lái cỗ bay kiếm tiền tổ chức đây, cái con lốc đẻ trứng vàng là chúng ta đây, không tập trung đấy, cái đầu tư và giàn trải những cái giá bên ngoài. Có một chị ngày xưa là chủ của nhà hàng gì ạ, gia viên chủ của nhà hàng gì ạ, ở Long Đình đúng không, chủ của hãng thời trang ngày xưa ấy. Nhà ngon lắm, mang gì ạ, bắt đầu ôm tiền đi đầu tư gì ạ, bất động sản sao về gì ạ, nó sụt xuống, bắt đầu gì ạ, ngốc tiền trong đấy, bắt đầu ngà nó siết nợ đấy, và tìm cách để thoát nợ để bắt đầu gì ạ. Nghe này, nghe có con quen là đấy, anh chị có thấy ai đấy thất bại chưa, như này chưa? Đây là cái ngu của rất nhiều người, và bản thân mình nhiều thằng đã ngu rất là nhiều đấy. Ngu bởi vì không biết lõi của mình là gì, cái năng lực lõi của mình là ngu, là bởi vì đầu tư giàn trải mất tập trung, dễ bị cám dỗ, đúng không? Các anh chị công nhận không? Chúng ta có hai giai đoạn nhé, một là vượt gì ạ, một là vượt khó vượt khổ, nhưng giai đoạn thứ hai khốn nạn nhất là chúng ta vượt gì ạ, vượt sướng. Có tiền, có quyền, có thương hiệu, bị dụ dỗ rất là nhiều. Anh ơi rủ dê, dự án anh ngon lắm, đầu tư cho em đi, dự án anh ngon đầu tư cho em đi. Đấy, biết cái lõi của mình là gì. Anh chị biết không, mình là cái thằng nhé, được học viên rủ dê cực kỳ nhiều. Thầy ơi, thầy mạnh về nhân sự đấy, thầy ơi, thầy mạnh về marketing đấy, thầy đầu tư cho em đi. Đấy, em cho thầy cổ phần. Bảo không, tao chỉ làm giáo dục thôi, cả đời tao chỉ làm một thứ duy nhất giáo dục thôi. Tức là mình hợp tác, mình đầu tư với người khác, nhưng phải trên cái nền tảng là năng lực gì ạ? Năng lực lõi của mình, nó không được làm cái lõi của mình nó bị kéo ra. Đấy, nó tốn rất nhiều công sức của mình. Thì đây là cái mình nhớ cho mình. Đấy, đây là bài học mà rất nhiều người gặp phải. Hầu hết mọi người gặp phải đều như này. Nhiều lắm, rất bài nhiều bài học đau thương.